Xin chào anh Phát. Chào Nhàn, chào khán giả truyền hình. Ngày hôm nay đến với chương trình thì anh Phát có món ngon nào giới thiệu cho Nhàn và quý vị khán giả đây ạ? Sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho Nhàn với khán giả truyền hình một món, đó là món canh mướp cá biển. Đây là một món, nói chung là món này gần như mắt trắng tại đất Bình Thuận. Và mình hồi nhỏ mình rất là mê món này, mẹ mình nấu cho mình ăn rất là nhiều cho gia đình mình, nhưng mà hầu như bao nhiêu năm nay xa quê và mình cũng nhớ lại món này, và mình cũng đi tìm hiểu thì coi như mắt này món này không thấy ai làm nữa. Dạ, phần nguyên liệu này thì nhìn thấy là anh Phát chuẩn bị có vẻ rất là kỳ công đó ạ. Cá này thì mình phải nạo thịt xong rồi mình phải xay nhuyễn hay sao anh? Đây là cá nhồng với cá mối. Cá nhồng chiếm tới 70%, còn cá mối 30%. Mà tại sao lại có sự kết hợp của hai loại cá này anh? Thịt con cá nhồng ướt, mềm, dẻo, còn con cá mối thì sơ mà dai. Dạ, cho nên là hai sự kết hợp này với nhau thì sẽ tạo ra một cái phần chả cá vừa dẻo mà vừa thơm, lại rất là ngon nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Và phần cá này khi mà mình nạo thì nó đã nhuyễn rồi hay là mình phải xay thêm gì nữa anh? Nguyên tắc của nhà hàng thì là không được xay, mà phải nạo ra, sau đó giã nhuyễn ra. Và ngoài cá này ra thì nhận thấy là chúng ta cũng đã chuẩn bị phần mướp rất là kỹ rồi. Và một cái nguyên liệu đặc biệt hơn nữa là có cái lá húng quế. Nhưng mà tại sao một món canh lại có lá húng quế trong anh? Nói về mướp á thì phải sử dụng lá quế. Thì tất cả ví dụ mướp xào lòng gà, hoặc là mướp nấu canh bất kể một cái gì, hay sườn ngon ha, gì về mướp, thì sau khi tắt thì chúng ta sẽ cho hành với lá quế, thì nó mới tạo ra được cái mùi đặc trưng giữa quế và cái mướp rất hợp nhau. Và mình cũng đã đi khắp đất nước Việt Nam này và mình chỉ cái món mà lá quế hợp với mướp này rất là nhiều dùng miền, và đi đâu mình cũng được nhận sự đánh giá rất là cao về cái tinh hoa như vậy. Dạ rồi, và với một món ăn tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều nét đẹp về ẩm thực nè, bên cạnh đó thì cũng có một vài điều thú vị và những bí quyết để nấu món này thành công nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những bí quyết chia sẻ từ anh Hoàng Phát quý vị nha. Thưa quý vị, tôi đã chuẩn bị nồi nước đun sẵn ha. Thì tôi sẽ cho muối với là bột ngọt vào trước. Tôi sẽ cho hành tiêu vào. Thưa quý vị, nấu canh chua thì bỏ hành ớt, mà nấu canh không phải canh chua thì là bỏ hành tiêu quý vị. Rồi giờ nước gần sôi rồi, tôi bỏ cá vào luôn. Rồi chúng ta lại nắp lại cho nó sôi. Nước sôi rồi quý vị. Chúng ta phải để thắt sôi như vậy rồi chúng ta mới cho mướp vào nha quý vị. Tôi sẽ bỏ mướp vào. Rồi, ta phải nhúng vào. Thưa quý vị, trong khi mà chúng ta nước sôi ta bỏ mướp vào thì chúng ta cũng không được mà đậy nắp lại. Đậy nắp lại thì mướp sẽ ố và mất đi những chất vitamin. Sau khi mà gần tắt bếp thì chúng tôi sẽ cho nêm một tí nước mắm vào và quý vị. Rồi, đó là một trong những bí quyết mà nấu ăn tại nhà hàng Tấn Linh. Anh Phát ơi, nhà thấy món này sôi rất là nhiều rồi, không biết là bỏ lá quế vô được chưa anh? Chưa nha, chờ nó một tí nữa nha. Dạ. Nhưng mà chúng ta tắt bếp rồi mới được bỏ lá quế nha. Chứ mình múc ra mình mới bỏ lá quế, chứ còn mình mà để trên bếp mình bỏ lá quế thì cũng không có được. Nếu mà mình có trên trường hợp mà mình chưa ăn á, mình nấu mà mình chưa ăn á, thì là mình tắt bếp khoảng cỡ 2 phút sau mình mới cho lá quế vào. Thì lúc đó nó mới giữ được cái độ xanh, độ thơm của lá quế với hành lá. Còn nếu mà mình mà nấu mà vừa sôi mình bỏ vào là sẽ bị ố cái lá quế và sẽ không tạo cái màu sắc đẹp và mất đi những cái vitamin ở từ cái lá quế. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp nha nhà, nước cũng đã chín rồi, mình mướp nhà chị nhớ kỹ là
cũng đừng có để nó chín quá, mà cũng đừng để nó sống quá, thì mướp dạ. ở tầm này được rồi. Bình thường đối với món canh thì Nhàn thấy là cuối cùng cũng hay nêm một ít tiêu nữa anh Phát, nhưng mà khi mà chúng ta đã bỏ lá quế với hành rồi thì có cần nêm tiêu nữa không? Không nha, tại vì mình đã có sử dụng tiêu với đầu hành trắng hồi nãy mình vô nước dùng hồi đầu tiên rồi, nên mình không có thể nào dùng tiêu nữa. Quả thật đúng như là anh Phát chia sẻ từ lúc đầu chương trình là khi mà mướp kết hợp với lá quế thì sẽ cho ra một cái hương thơm rất là đặc biệt. Mà bây giờ Nhàn thấy là cái hương thơm này làm Nhàn đói bụng lắm rồi đó. Và đặc biệt là nếu như bà nội trợ nào có vào bếp thực hành món này thì chắc chắn cũng có cùng cảm giác giống như anh em mình đúng không ạ? Một cái mùi thơm rất là thơm và kích thích vị giác của thực khách. Và bây giờ thì có một chén cơm trắng nữa thì chắc là chúng ta sẽ no nê đúng không ạ? Và giống như là những cái chương trình trước thì anh Phát chia sẻ là chỉ cần chú ý đến một vài tiểu tiết trong cái món ăn đó thôi, thì chúng ta khéo léo kết hợp thì sẽ cho ra một món rất là đặc trưng và có thể nói là đặc sản của Việt Nam luôn. Và như là món canh ngày hôm nay anh Phát chia sẻ thì Nhàn thấy là chỉ cần cho thêm lá quế vô thôi thì món này đã đặc biệt và lạ hơn rất là nhiều so với những món canh bình thường của gia đình mình rồi. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta sử dụng cá biển cho một cái món canh rất là thông thường. Nhàn có thấy cái món canh mướp bên này hồi đó giờ là Nhàn có ăn được chưa? Dạ chưa, bình thường thì mướp thì hay là Nhàn nấu với nhà thì hay là nấu với sườn non nè. Rồi mướp thì có thể là xào, xào cũng rất là ngon. Nhưng mà ngày hôm nay thì lần đầu tiên là thấy canh mướp nấu với cá biển luôn á. Thì Phát cũng lo mười mấy năm nay vào đất Sài Gòn sinh sống. Thì lâu lâu à, tại vì món này nó kỳ công quá. Dạ. Mà chỉ việc nào mà hên xui mà thấy mà cảm thấy con người nó khỏe khắn thì mới làm món này. Thế thực sự là món này ăn rất là ngon, nhưng mà nó làm kỳ công quá. Mình nghĩ tính với cái tính chất kỳ công của nó như vậy nên hầu như mình không thấy ai làm cái món này nữa. Và coi như là mình mong muốn của mình là mọi người hãy nhìn lại những cái món mà ăn đúng cái thuần chuẩn bản sắc ẩm thực dân gian của Việt Nam. Thì chúng ta hãy đem những cái tinh hoa này hãy nuôi nó lại chứ không để nó mất trắng. Và cũng giống như là những chia sẻ và những hướng dẫn rất là kỹ của anh Phát ngày hôm nay với khán giả truyền hình, cũng như là Nhàn cảm nhận nãy giờ về hương thơm rất là hấp dẫn của món này, thì chắc là sẽ có nhiều quý vị khán giả sẽ thực hành món này và giới thiệu cho nhiều người khác cùng thực hành món này để chúng ta lưu giữ lại những truyền thống tốt đẹp của văn hóa ẩm thực dân gian đúng không ạ? Đúng rồi. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng với món ăn này thì chúng ta lại có thêm một món mới trong thực đơn các món ăn thật là thơm ngon trong gia đình của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.